Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế đồi rừng đang được nhiều nông dân thực hiện. Vì vậy, việc đảm bảo nguồn cây giống lâm nghiệp tốt, sạch bệnh, đạt các tiêu chuẩn xuất vườn được các cơ sở sản xuất giống quan tâm, tuân thủ theo quy trình chặt chẽ. Cơ sở sản xuất cây giống này đã thiết kế vườn ươm có mương tưới tiêu kiên cố, có đường ống dẫn nước phủ khắp vườn, thuận lợi cho việc cung cấp nước, phân bón cho cây. Việc gieo ươm, chăm sóc cây giống được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật. Cách làm này giúp cây giống lâm nghiệp đạt các tiêu chuẩn trước khi xuất vườn dưới sự giám sát của các cơ quan chuyên môn. Cái hạt giống thì phải chọn cái hạt giống của nó to và đều. Nếu mà bắt đầu mà từ cái lúc bắt đầu để nó làm nên thành cái cây này thì ta phải chọn đất ấy. Người ta chọn cái đất là đồi, mà cái đất nếu mà càng cái đất vàng vàng thì càng đẹp càng tốt. Còn cái hạt thì nếu mà mình nói chung là cũng không cần phải ngâm, về thì kiểu là nó cũng hạt của nó có nhựa nhớt đi, về mình rửa qua nó đi thì mình có bầu có đất rồi thì mình tra ngay cũng được. Đấy. Để có một cây giống đẹp ấy, trước hết là mình phải có cái hạt, phải từ hạt giống là mình phải chọn hạt giống chuẩn, rồi là cái đất mình đóng bầu cũng phải là đất đạt tiêu chuẩn và đóng nó phải đúng kỹ thuật để làm sao khi bà con vận chuyển đi là nó không bị long cái bầu ra. Huyện Bảo Thắng hiện có một công ty và 40 cơ sở tư nhân sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp với công suất 14 triệu cây giống mỗi năm, trong đó có đến trên 90% là quế, còn lại là mỡ, lát, thông mã vĩ, hồi, sa mộc. Qua kiểm tra của các cơ quan chuyên môn, cơ sở giống lâm nghiệp đã chủ động thực hiện các quy trình về hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, đặc biệt về nguồn gốc xuất xứ, vật liệu giống. Trong những năm vừa qua, đặc biệt là 3 năm trở lại đây, thì chúng tôi đã thực hiện tổ chức tuyên truyền vận động các cơ sở về tổ chức tập huấn về nghiệp vụ, về quy trình sản xuất cũng như là các thủ tục theo quy định của nhà nước về công tác xác nhận nguồn giống và lưu hành để làm sao mục đích cuối cùng là để người dân sản xuất cung ứng ra thị trường những chất lượng đảm bảo nhất về tiêu chuẩn cây con để trồng rừng có hiệu quả nhất. Toàn tỉnh hiện có 117 cơ sở, hộ gia đình sản xuất kinh doanh cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp, mỗi năm sản xuất 50 đến 70 triệu cây giống. Các cơ sở sản xuất cung ứng giống cơ bản chấp hành tốt quy chế, có kiến thức trong tổ chức sản xuất kinh doanh giống. Các vườn ươm hàng năm đều được quy tụ bảo dưỡng từ hàng rào bảo vệ, hệ thống tưới nước, giàn tre, nhà kho, đảm bảo điều kiện sản xuất cây giống theo quy định.